phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, Tinh Hoa, quyển thứ hai, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Đại Lễ Đường Chính Phủ, huyện Chương Hóa, Đài Loan, thời gian tháng 12 năm 1993. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị đồng tu, hôm qua chúng tôi đã giới thiệu Phật Pháp một cách đơn giản, hiểu rõ thứ tự của sự tu học, phương pháp y cứ tu học, lý luận, kinh điển và cảnh giới của Tịnh Tông cũng phải nhất định hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Chánh tu tức là trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói: Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, sở hạnh tức là Đức Thế Tôn tại trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy cho chúng ta tu tam phước, cửu phẩm nhân quả. Trong Quán Kinh có hai đoạn kinh văn quan trọng nhất, ngoại trừ tam phước ra, tức là thượng phẩm thượng sanh chương. Trước kia chúng tôi đã có đề ra thảo luận riêng phần kinh văn này. Trong những năm gần đây, chúng tôi ở rất nhiều địa phương quốc gia đề xướng chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Tông. Trên mặt hành trì, chúng tôi đã đề ra năm điều khoa mục. Hôm qua đã trình bày cho quý vị rồi. Tam phước là đại căn đại bản. Ngày nay chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, có rất nhiều đạo tràng. Thì sẽ phát hiện một vấn đề, đó là đã sơ xuất lục hòa kính, đã quên mất. Vì vậy, những ngôi đạo tràng đó không như Kinh Phật đã nói được tôn trọng như vậy. Chúng ta đọc lời tuyên thệ trong Tam Quy Y là Quy Y Tăng Chúng Trung Tôn. Chữ Tăng này là đoàn thể, là tăng đoàn. Trong Kinh Phật nói chúng, tức là hiện nay chúng ta gọi là đoàn thể. Tăng chúng tức là người xuất gia hoặc là người tại gia đi theo lời dạy của Phật Đà để tu học. Cái tăng đoàn này đều gọi là tăng chúng. Đây là trong thế gian là một đoàn thể tôn quý nhất, rất đáng được đại chúng kính ngưỡng. Nguyên nhân ở tại đâu? Vì đoàn thể này là y theo luật hòa kính mà tổ chức thành. Phật nói cho chúng ta bốn người trở lên
là mà y theo lục hòa kính cùng nhau tu hành một nơi thì gọi là tăng đoàn. Phàm là nơi nào có tăng đoàn thì nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Cho thấy cái tăng đoàn này đích thật là danh xứng với chúng trung tông. Trong luật hòa kính, quan trọng nhất là kiến hòa đồng giải, cũng tức là xã hội hiện nay gọi là xây dựng ý thức chung. Hay nói cách khác, mọi người cùng chung với nhau. Cách nghĩ của chúng ta, cách nhìn của chúng ta, sự nhận thức của chúng ta nếu không như nhau thì bị thử có ý kiến thì có tranh chấp, thì cái đoàn thể đó không hòa. Cho nên đoàn thể nhất định phải hòa. Nhà Nho rất coi trọng chữ hòa: lễ chi dụng, hòa vi quý. Hay nói cách khác, nhà Nho chế lễ tác nhạc, mục đích của nó ở tại đâu? Tức là ở tại chữ hòa, hy vọng mọi người có thể đối xử với nhau hòa thuận, khiến cho xã hội an hòa. Đây là một mục tiêu của sự giáo dục rất quan trọng. Phật Pháp nói hòa kính, chẳng những phải hòa còn phải thêm chữ kính, bị thử tồn kính lẫn nhau. Cho thấy còn hay hơn một chữ hòa, lại được nâng lên một tầng. Kiến hòa đồng giải là việc vô cùng khó khăn. Đây là nguyên tắc cao nhất của nhà Phật, đáng được cho chúng ta rất kính phục, kính trọng. Những thành kiến của chúng ta, tức là tất cả cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đều phải buông bỏ. Như vậy thì kiến giải của chúng ta mới tương đồng. Điều này rất cao minh. Phật không có nói kiến giải của ta chính xác, các người phải theo kiến giải của ta, ép người khác làm việc khó. Phật không nói như vậy. Tất cả cách nghĩ, cách nhìn của mọi người chúng ta đều phải buông bỏ. Cái phương pháp này rất hay, cho nên nó xây dựng trên cái nền tảng này. Ai mà chịu bỏ cách nghĩ, cách nhìn của mình, hạng phàm phu không chịu, bậc thánh nhân chịu. Tại vì sao? Vì bậc thánh nhân giác ngộ, các ngài biết rõ tất cả cách nghĩ, cách nhìn đều là sai lầm. Đúng như Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng: không nên tin cái ý của mình. Phật nói một ngày nào đó chứng được tứ quả A-la-hán thì bạn mới có thể tin cái ý của mình. Hay nói cách khác, từ tâm quả trở xuống, nếu họ có ý đều là sai lầm, đều là không chính xác. Chứng được tứ quả A-la-hán, họ còn có ý thức hay không? Không còn. Vì họ đã đoạn hết kiến tư phiền não, tức là cũng đã đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc. Hay nói cách khác, họ không có kiến giải, họ cũng không có tư tưởng, trong tâm hoàn toàn thanh tịnh,
thì thanh tịnh cùng với thanh tịnh tương đồng mới thật sự gọi là kiến hòa đồng giải. Cho nên luật hòa kính chỉ có bậc thánh nhân mới thật sự làm được điều thứ nhất. Hạng phàm phu chúng ta ở chung một nơi, mỗi ngày cãi nhau, mỗi ngày tranh cãi ý kiến. Hai người sẽ cãi nhau, một người cũng cãi nhau, một hồi nghĩ thế này, một hồi nghĩ thế kia, tự mình cùng với tư tưởng kiến giải của mình mâu thuẫn. Buổi sáng nghĩ thế này, buổi tối thì lại thay đổi, nghĩ cách khác. Cho nên tâm của một người cũng không thể định được, huống chi là hai người, ba người, thì họ làm sao mà không tranh cãi, xích mích với nhau. Cho nên trong tăng đoàn hòa hợp là điều vô cùng vô cùng hiếm có. Tức nghĩa là nói kiến giải tư tưởng tương đồng đích thật là việc không dễ. Người thế gian nếu là lợi hại tương đồng, họ có thể xây dựng ý thức chung, thì có thể làm nên sự nghiệp, cũng có thể công danh hiển đạt một thời. Đến ngày nào đó có tranh cãi ý kiến thì công ty tổ chức của họ bị chia rẽ, đến cuối cùng thì bị phá sản sụp đổ. Cho nên chúng ta đọc trong lịch sử, bạn sẽ thấy rất rõ ràng phát hiện cái vấn đề này. Cũng là cổ nhân thường nói tam nhân đồng tâm kỳ lợi đoạn kim, nghĩa là ba người đồng tâm sắc bén như dao. Đây là nói tỉ dụ. Lợi là cái gì? Là con dao sắc bén có thể chặt đứt gàng thép. Ba người mà đồng tâm thì là sắc bén như dao. Bạn đọc trong lịch sử tỉ mỉ mà quan sát mỗi một triều đại đế vương công thần, lúc khai sáng một nước, thật tại mà nói chỉ có vài người đồng một tâm, cách nghĩ cách nhìn cùng một mục tiêu, thì họ có thể xây dựng một chánh quyền. Tinh thần của họ không thay đổi, cái chánh quyền đó của họ có thể kéo dài mấy chục năm, mấy trăm năm. Nếu họ hễ thay đổi thì kiến hòa đồng giải không còn nữa, cái chánh quyền đó của họ rất mau thì bị diệt vong. Cho nên quý vị đọc trong lịch sử tỉ mỉ mà quan sát những sự thật nhân quả này. Lớn là một quốc gia, nhỏ thì một đoàn thể, cho đến một gia đình đều không thể trái với nguyên tắc này. Do đây có thể biết kiến hòa đồng giải rất quan trọng, là quan hệ đến sự tồn vong hưng suy của một quốc gia và đoàn thể gia đình, vô cùng vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể không biết. Theo như tổ chức trong tăng đoàn Phật Pháp mà nói, vào thời xưa Trung Quốc, vì sao phải thành lập tông phái? Đó là bởi vì cách nghĩ, cách nhìn của mọi người không tương đồng, sự ưa thích, hứng thú khác nhau. Có người ưa thích Kinh Hoa Nghiêm, vì vậy những người ưa thích Kinh Hoa Nghiêm thì tụ tập một nơi,
thì là trở thành Hoa Nghiêm Tông. Còn những người thích Kinh Pháp Hoa thì thành một tông phái khác. Cho nên hai người này không thể ở chung một nơi. Nếu họ ở chung một nơi, cách nghĩ cách nhìn của họ khác nhau thì không thể làm được hòa kính. Cho nên nhất định phải xây dựng rất nhiều đạo tràng. Bạn ưa thích bộ kinh luận nào, ưa thích pháp môn nào thì cùng chung với một nhóm người đó tu học. Cái tăng đoàn đó là tăng đoàn hòa hợp thì sẽ có được thành tựu. Cho nên thành lập tông phái là như vậy. Cũng đồng một tông phái, bên trong cũng có phân chia. Thí như Tịnh Độ Tông chúng ta là một tông phái lớn. Những bạn đồng tu của Tịnh Độ Tông có người thích đọc kinh Vô Lượng Thọ, có người ưa thích đọc kinh A Di Đà, cũng có người ưa thích đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Nếu ba người này cùng ở chung với nhau, mỗi ngày gặp mặt thì không được vui vẻ. Thì phải làm sao đây? Thì phải xây dựng ba ngôi đạo tràng. Vị nào ưa thích đọc kinh Vô Lượng Thọ thì có đạo tràng của kinh Vô Lượng Thọ. Vị nào ưa thích đọc kinh A Di Đà thì có đạo tràng của kinh A Di Đà. Như vậy cái vấn đề này đã được giải quyết. Cách nghĩ cách nhìn đều là nhất trí. Chúng ta lại đem cái vòng thu nhỏ lại. Chúng ta đều ưa thích đọc kinh A Di Đà, có người ưa thích học kinh Di Đà Sớ Sao của Đại sư Liên Trì, lại có người muốn tu học kinh A Di Đà Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích. Thì hai người này ăn nói không hợp nhau, cũng không thể hòa hợp. Phải làm sao đây? Ai ưa thích học Sớ Sao thì có đạo tràng của Sớ Sao, ai ưa thích học Yếu Giải thì có đạo tràng của Yếu Giải. Lại từ chỗ này phân chia thành phái. Trong cái phái đó có tiểu phái. Thí như niệm Phật, có người thích niệm rất chậm, Nam Mô A Di Đà Phật, kéo âm thanh rất dài, niệm được rất thoải mái. Có người thì niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm rất mau. Cho nên hai người này ở chung một chỗ cũng không hợp, bởi vì cách niệm khác nhau. Vậy thì phải chia ra, phải chia ra hai ngôi niệm Phật đường thì bạn mới hiểu được kiến hòa đồng giải không dễ làm. Chỉ có y cứ theo kinh điển, chú sớ, lý luận và phương pháp tu hành phải hoàn toàn nhất trí mới có thể cùng nhau cộng tu. Thật là không dễ. Cho nên có số người tìm tôi muốn theo tôi xuất gia, thì tôi bảo với họ rằng xuất ra còn khó hơn là thành gia. Quý vị thành gia chỉ cần tìm một đối tượng cùng với họ kiến hòa đồng giải thì được rồi. Còn nếu quý vị xuất gia trụ trong đạo tràng đó có 20-30 người, quý vị phải cùng với số người này kiến hòa đồng giải thì một việc không dễ làm. Nếu có 1-2 người kiến giải không tương đồng, mỗi ngày gặp nhau vẻ mặt khổ não, mỗi ngày tranh cãi xích mích với nhau, thì cái tăng đoàn đó đã bị phá hoại. Cho nên xuất gia là một việc không dễ dàng. Chúng ta phải nên hiểu rõ điều này. Xây dựng ý thức chung là một nguyên tắc căn bản nhất. Thứ hai là giới hòa đồng tu. Nói đến giới, dĩ nhiên là bao gồm giới luật do Phật chế định cho chúng ta. Nhưng ý nghĩa của giới luật thì rất rộng rãi. Chủ yếu là chúng ta thường nói thường trụ công ước. Trong một đạo tràng hay một đoàn thể nhất định phải ấn định điều lệ. Chúng ta cùng ở chung một nơi, mọi người đều phải tuân theo. Cũng tức là trước kia trong Tòng Lâm gọi là thanh quy. Thanh quy là hiện đại hóa của giới luật. Chư vị đồng tu cũng phải biết điều này.
học Phật chẳng những học Pháp Đại Thừa, phải học cho được hoạt bát sống động, học được rất vui sướng. Kể cả Pháp Tiểu Thừa cũng không ngoại lệ. Nếu chúng ta muốn trong cuộc sống thật sự có được hạnh phúc, khoái lạc, thì nhất định phải phù hợp với hiện đại hóa, phải phù hợp với bổn thổ hóa. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đây là Phật Pháp. Cho thấy Đức Phật rất là dân chủ, rất là tự do. Đức Phật tuyệt đối không có gò bó người ta. Đức Phật giáo hóa chúng sanh dùng phương pháp không đồng, là bởi căn cơ của chúng sanh khác nhau, tuyệt đối không dùng một phương pháp để giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên mới có thể được tất cả chúng sanh yêu mến, tất cả chúng sanh hoan nghênh, tất cả chúng sanh tin chịu phụng hành. Ngày nay chúng ta học Phật thường hay có những sai lệch, đã học thành chết, chết dưới giáo hạ, chết dưới giới luật, đó là sai lầm. Vì không hiểu rõ ý nghĩa của Phật nói ở tại đâu. Trong bài kệ khai kinh có nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nghĩa chân thật của Như Lai, nếu bạn không hiểu rõ thì sẽ hiểu lầm, thì làm sao có được thành tựu. Cho nên điều giới hòa đồng tu này, dùng lời hiện nay mà nói, tức là giữ quy củ, giữ phép tắc. Quy củ do ai ấn định? Phật dạy cho chúng ta tổng nguyên tắc là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Đó là tổng nguyên tắc. Còn tế hạnh là căn cứ theo phương cách sinh hoạt hiện tại, căn cứ theo hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, do mọi người cùng nhau ấn định. Cũng là dùng phương cách, cách thức của dân chủ. Sau khi ấn định xong thì đại chúng trong đạo tràng mở phiên họp. Nếu mọi người đều tán thành, từng điều thông qua, sau khi thông qua tất cả mọi người đều phải tuân theo. Cho nên là rất dân chủ, lối làm việc rất tự do. Sau khi đã ấn định thanh quy, nhất định phải nghiêm khắc tuân theo, thì ngôi đạo tràng này mới có trật tự, sẽ không bao giờ loạn. Cho nên quy củ là duy trì trật tự của thường trụ, cũng tức là trang nghiêm đạo tràng. Trong Phật Pháp gọi là trang nghiêm, đích thật là trang nghiêm. Phải có giới hòa đồng tu, kế đến là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt. Ba điều này là nói đến trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Bên trong này nhất định phải nói rõ, tức là đồng trụ, thân hòa đồng trụ. Xét đến cùng, chúng ta là người phàm phu. Người phàm phu có nghiệp chướng, tập khí rất nặng. Lúc đại chúng cùng ở chung một nơi, không tránh khỏi 10 con mắt thấy, 10 ngón tay chỉ. Cho nên chúng ta phải biết giữ quy củ, phải biết giữ phép tắc. Tại vì sao? Vì rất nhiều người trông thấy, không thể không làm tấm gương. Giả như một người ở trong phòng đóng cửa lại, tự mình
thả lỏng, không ai nhìn thấy, thì có thể làm qua la một tí, tùy tiện một tí. Học đạo như vậy rất khó thành tựu. Cho nên một ngày ngủ 8 tiếng, tức là giải đãi lười biếng 8 tiếng đồng hồ, thì bạn làm sao được thành tựu? Cho nên Phật vì chúng ta ấn định cái quy củ này, cũng như quân đội vậy, ban đêm tất cả mọi người đều phải đi ngủ, chúng ta gọi là ngủ trên giường sạp, nhà Phật gọi là ngủ trên quảng đơn. Tất cả mọi người đều ngủ trên giường sạp. Lúc ngủ nghỉ mọi người cũng xem xét lẫn nhau, không thể tùy tiện, phải giữ quy củ. Như vậy mới có thể thành tựu. Ban ngày và ban đêm đều có rất nhiều người trông thấy. Cho nên bất cứ làm việc gì cũng phải giữ quy củ. Cách trụ này gọi là thân hòa đồng trụ, chứ không phải là một người ở một liêu phòng hay là một người ở phòng đôi, thì đối với một đời tu đạo rất khó thành tựu. Cho nên nhất định phải biết điều này. Đặc biệt là hiện nay cuộc sống vật chất không ngừng đang nâng cao, mỗi một người đều chú trọng sự hưởng thụ. Hễ đời này hưởng thụ thì là lục đạo luân hồi, đọa lạc vào tam đồ lục đạo. Cho nên sau khi Phật diệt độ, không những là dạy cho chúng ta lấy giới làm thầy, cũng dạy cho chúng ta lấy khổ làm thầy. Không thể tham đồ hưởng thụ cuộc sống vật chất. Nếu tham đồ hưởng thụ cuộc sống vật chất thì nhất định sẽ đọa lạc. Cho nên tốt hơn là chịu bó buộc một tí. Chúng ta giữ quy củ, chịu bó buộc một tí, nên nhẫn nại vài năm. Trong tương lai sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đi theo A Di Đà Phật, gọi là người thông minh. Không thể tham đồ hưởng thụ vật chất ở trước mắt. Đó là bất luận đệ tử xuất gia hay tại gia đều phải biết điều này. Điều sau cùng trong lục hòa là lợi hòa đồng quân. Điều này chúng tôi không bàn đến người tại gia. Người xuất gia tuyệt đối không thể có tiền riêng tư. Hiện nay khi vừa xuất gia thì được rất nhiều tín đồ họ hết lòng cúng dường, đặc biệt là ở Đài Loan. Trên toàn thế giới được cúng dường dồi dào nhất là ở Đài Loan. Quý vị thấy có rất nhiều vị pháp sư ở ngoại quốc đều muốn đến Đài Loan, đi đến Đài Loan một chuyến. Có lẽ họ ở ngoại quốc được cúng dường một năm cũng không nhiều bằng một tuần lễ hoặc một tháng ở Đài Loan được cúng dường. Cho nên họ đều muốn đến, đi đến Đài Loan. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng, tích tài tán đạo không phải là việc tốt. Có nhiều tiền thì đạo tâm không còn. Bạn sẽ quên hết kinh Phật, mỗi ngày nhớ cái gì? Nhớ giấy bạc. Thậm chí tôi còn nghe nói họ nhớ cổ phiếu. Họ thật là quá lắm. Họ đã mất hết đạo tâm. Ai làm cho họ đã mất hết đạo tâm? Đó là trách nhiệm của người cư sĩ tại gia. Họ vốn là xuất gia, mới phát tâm thật là hiếm có. Đến cuối cùng thì bị nhóm cư sĩ tại gia hại mất rồi, bị hại rất thê thảm. Cho nên nhất định phải biết điều này. Lúc Phật còn tại thế, quy định người xuất gia tiếp nhận tứ sự cúng dường của tín đồ. Người xuất gia ôm bình bát đi khất thực thì cúng dường thức ăn vật uống, y phục
Ngọa cụ tức là đồ để lót nằm ngủ. Lúc sanh bệnh thì có thì cúng dường thuốc men, không có cúng dường tiền bạc. Hiện nay cư sĩ tại gia tính cho thuận tiện, tính tứ sự cúng dường rất phiền phức, nên cúng dường tiền bạc để cho pháp sư tự mình đi mua. Cúng dường tiền càng lúc càng nhiều thì rắc rối liền đến. Có nhiều tiền thì tăng trưởng lòng tham, từ chỗ này bắt đầu nổi dậy tham sân si mạng. Ngày nay chúng ta sống trong cái xã hội lớn này, trong bối cảnh thời đại này, nếu bạn không tiếp nhận sự cúng dường thì sẽ rất kỳ lạ, còn tiếp nhận thì sẽ tự mình sẽ đọa lạc. Trong tâm chúng ta không thể không đề cao cảnh giác. Nhà Phật thường nói, thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Bây giờ không nên nghĩ rằng ta vẫn cứ tiếp nhận mọi người cúng dường, trong tương lai sẽ trả nợ thì là rất khổ. Điều phải trả từng thứ một, phải trả đến đời nào mới có thể trả hết. Điều này rất là phiền phức. Cho nên tự chúng ta phải hiểu cái đạo lý này, phải hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, thì chúng ta mới có biện pháp xử trí. Như tôi đây tiếp nhận mọi người cúng dường, gần 90% đều dùng để in kinh, bố thí kết pháp duyên khắp mọi nơi. Nếu tôi không liễu đạo, tương lai phải trả nợ, thì tất cả mọi người đó thay tôi trả nợ. Tôi không có dùng tiền cúng dường, tôi đem nó phân chia cho quý vị, quý vị thay tôi trả nợ. Cho nên phải thông minh xử trí, phải hiểu rõ điều này. Lợi hòa đồng quân là khi chúng ta tiếp nhận tín đồ cúng dường, tốt nhất là đem giao cho thường trụ. Cách làm như vậy thì không có lỗi lầm, cả thể đều quy thường trụ. Khi chúng ta muốn cần dùng thì do thường trụ cung cấp cho chúng ta, làm như vậy mới là như pháp. Nhưng ngày nay làm theo cách này cũng không nhiều. Thư viện Hoa Tạng ở Đài Bắc chúng tôi là làm theo cách này. Mỗi một người xuất gia tiếp nhận tín đồ cúng dường đều giao cho thường trụ. Đó là mọi người đã hiểu rõ cái đạo lý này, biết được nhân quả đó, chúng tôi mới làm theo cách này. Những số tiền giao cho thường trụ đều tính làm công việc hoằng pháp lợi sanh. Pháp thế gian và xuất thế gian, mọi người nhất định phải chú ý đến. Quý vị muốn cầu được hạnh phúc, muốn cầu được mỹ mãn, muốn cầu được sự sự như ý, nhất định phải hội đủ ba điều kiện, thiếu một cũng không được. Ba điều kiện này là: điều thứ nhất là phước báo, không có phước báo không được, bất luận làm việc gì phải có phước báo. Điều thứ hai phải có trí huệ. Điều thứ ba phải có duyên với người. Cách hay nói cách khác, tức là tu phước tu huệ, rộng kết thiện duyên. Cho thấy rộng kết thiện duyên vô cùng vô cùng quan trọng. Cho nên phải biết bố thí kết thiện duyên, phải biết tu phước tu huệ. Thật tại mà nói, nói đến tiền tài, Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng tiền tài là của năm nhà cộng chung mà có, không dễ gì giữ được. Dù nghĩ hết phương pháp muốn giữ được tiền tài của bạn không mất, nhưng giữ cũng không được. Năm nhà là gì?
Thứ nhất là lửa sẽ thiêu hủy, thứ hai là nước sẽ ngập hết, thứ ba là đã phạm tội bị khám nhà, quan phủ tịch thu tài sản, thứ tư là quý vị có tài sản là mục tiêu của bọn cướp đều hướng về quý vị để trộm lấy, cướp lấy tài sản của quý vị. Nếu bốn nhà trên đều không có, hãy còn nhà thứ năm là đứa con phá sản, quý vị chẳng có cách nào đề phòng cách nào cũng không được. Cho nên thật sự hiểu được làm thế nào giữ mãi tài sản của mình thì bạn nên bố thí. Càng bố thí thì càng nhiều. Bố thí tức là trong mạng của mình có tài sản nhưng ta không hưởng thụ, ta phân chia cho người khác, thì tài sản trong mạng của ta hãy còn, không những còn mà lại có lợi tức nữa, tức là càng ngày càng nhiều. Tài bố thí thì được giàu có. Pháp bố thí thì được thông minh trí huệ. Vô ý bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Vô ý bố thí đơn giản nhất, rõ ràng nhất là ăn chay và phóng sanh. Ăn chay và phóng sanh là thuộc về vô ý bố thí, được quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Người thế gian chúng ta ưa thích giàu có, ưa thích thông minh trí huệ, ưa thích khỏe mạnh sống lâu. Nếu bạn không chịu bố thí thì làm gì có được thiện báo, không có phước báo đó. Cho nên nhất định phải hết lòng nỗ lực mà tu tập. Lúc tôi ở Đài Trung cầu học, tôi vẫn còn giữ lại những tấm hình cũ. Quý vị hãy xem cho kỹ, nếu không thì không nhận ra tôi. Lúc đó tôi rất gầy ốm, không có một tí phước báo. Cũng có nhiều người xem mạng bói toán chữ bát của tôi, nói tôi không có phước báo, vả lại đoán mạng tức là chết non. Họ nói như vậy tôi cũng tin tưởng. Tôi nghĩ rằng họ nói rất đúng, đích thật là tôi không có phước báo, vả lại đoán mạng tôi cũng rất tin. Tôi biết trong nhà tôi đã có nhiều đời. Ông cố của tôi thì không rõ, còn ông nội và cha tôi, chú bác của tôi không có ai sống đến 46 tuổi, đều là chết non, 45, 46 tuổi thì chết. Cho nên họ xem mạng tôi, nói tôi sống đến 45 tuổi thì phải chết. Tôi tin tưởng, tôi gật đầu đồng ý. Lúc bấy giờ tôi mới xuất ra học Phật, tôi học Phật rất tinh tấn, bởi vì 45 tuổi thì phải chết. Cho nên tôi hết lòng, rất nỗ lực. Đến năm đó, đúng 45 tuổi, tôi đang ở chùa Đại Giác Cơ Long, an cư kết hạ. Lão Hòa Thượng Linh Nguyên thỉnh tôi giảng kinh Lăng Nghiêm. Mới giảng được 1/3, tức là kinh Lăng Nghiêm có 10 quyển, giảng đến quyển thứ 3 thì tôi sanh bệnh. Cho nên tôi biết tử thần sắp đến. Tôi cũng không tìm bác sĩ khám bệnh, cũng không uống thuốc, bởi vì bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh, không thể chữa mạng. Thọ mạng đã đến, không còn muốn làm gì nữa. Cho nên bèn trở về lão thật niệm Phật, chờ chết. Niệm Phật hết 1 tháng thì hết bệnh, không có chết, mãi cho đến bây giờ cũng không sanh bệnh. Tôi không có cầu sống lâu, không có cầu thọ mạng. Đích thật là không có một tí phước báo. Sau khi tôi xuất gia học Phật, mọi người cúng dường một chút ít cho tôi, ngoại trừ trong cuộc sống cần thiết, toàn bộ đều đem in kinh bố thí hết. Hiện nay 1 năm
chi phí số tiền in kinh tính theo tiền Đài Loan thì tổng cộng có trên 30 triệu. Số tiền từ đâu mà có tôi cũng không biết. Hễ có tiền thì làm băng giảng cassette, làm băng giảng video, đem bố thí khắp trên toàn thế giới. Ở trong đó nhiều nhất là đại lục Trung Quốc, cho nên pháp duyên của tôi ở đại lục rất thù thắng. Khi đến Nam Dương giảng kinh thuyết pháp, tuyệt đối tôi không có tuyên truyền, không cho đăng quảng cáo trên báo chí, cho nên không nên tuyên truyền. Không tuyên truyền mà thính chúng cũng có hơn ngàn người, bởi vì hiện nay họ đã biết nên không cần tuyên truyền. Nếu có tuyên truyền thì trong đạo tràng không có chỗ để đứng, cho nên tôi đi giảng kinh không cần tuyên truyền, không đăng quảng cáo. Pháp duyên được tốt như vậy là do đây mà có, phải chịu rộng kết pháp duyên, không nên lo sợ. Pháp duyên càng kết càng thù thắng, càng kết thì trong lòng của bạn mới thật sự sanh tâm hoan hỷ. Tôi thường nói với mọi người, hoan hỷ tức là trong sanh mạng của chúng ta là dinh dưỡng dồi dào nhất, không có thứ thuốc bổ nào tốt hơn tâm hoan hỷ, tâm thanh, tâm địa thanh tịnh, tâm địa bình đẳng, tâm địa từ bi, tâm địa hoan hỷ. Thường sanh hoan hỷ thì người đó không già, không bao giờ sanh bệnh. Nếu mỗi ngày vẻ mặt khổ não thì rất dễ sanh bệnh. Điều này là có y cứ lý luận. Phật tại trong kinh có nói tất cả pháp do tâm sở biến. Trạng huống thân thể chúng ta cũng là chịu sự thay đổi của tâm lý. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Trong tâm có nhiều vọng tưởng và phiền não, tâm không thanh tịnh thì sinh lý sinh ra bệnh tật. Cho nên thân tâm thanh tịnh thì con người thật sự khỏe mạnh sống lâu. Thầy của tôi dạy cho tôi như vậy, tôi hoàn toàn y theo làm, có được hiệu quả. Quả nhiên y như thầy nói và như trong kinh Phật nói không khác. Cho nên lòng tin của tôi vô cùng kiên định. Tôi thường nói với mọi người rằng không có hai nghĩa khác nhau, hoàn toàn là khẳng định. Đây là chính tôi đã thể nghiệm, chính tôi đã đạt được thành quả này, không tuyệt đối, không phải là giả. Cho nên nếu chúng ta muốn giữ mãi tài sản của mình không mất thì bạn phải tu tài bố thí. Nếu muốn tăng trưởng trí huệ thì bạn phải tu pháp bố thí. Nếu muốn mình khỏe mạnh sống lâu thì bạn phải ăn chay, không sát sanh, tuyệt đối không sát sanh. Ăn chay không sát sanh, nếu có thể phóng sanh thì càng tốt. Ở Đài Loan có thể phóng sanh, ở ngoại quốc thì không thể. Ở ngoại quốc phóng sanh chẳng những không thể, thật ra cũng không cần. Như ở bên Mỹ, không có ai mà không thương mến động vật. Ở ngoại quốc, bạn nhìn thấy chim chóc, bạn đem một ít thức ăn cho chúng thì chúng sẽ đậu trên bàn tay của bạn để ăn. Ở Đài Loan chúng ta không có chuyện này. Ở Đài Loan chim chóc trông thấy người thì mau mau bay mất. Ở ngoại quốc thì không có. Chúng biết bạn rất thương mến chúng, biết bạn không sát hại chúng. Chúng tôi nhìn thấy những con sóc trên cây, đem đậu phộng cho chúng ăn, chúng liền đến bò trên tay của bạn để ăn, rất là tốt. Cho nên người ngoại quốc rất là thương mến động vật, không có sát hại động vật. Nếu bạn sát hại động vật thì bị phạt tiền rất nặng. Cho nên ở ngoại quốc không cần phóng sanh, ở Đài Loan có thể phóng sanh. Tu phước, tu huệ, rộng kết thiện duyên, ba điều kiện này là những bạn đồng tu tại gia và xuất gia phải rộng kết pháp duyên. Pháp duyên càng thù thắng, trong tương lai con đường hoằng pháp lợi sanh của bạn
càng rộng rãi. Đi đến địa phương nào cũng được hoan nghênh tiếp đón, đi đến nơi nào cũng có người chiếu cố thân thiết. Bạn nói điều này thật là hạnh phúc biết bao. Cái pháp duyên này là phải tự mình thành tâm thành ý đi kết mới có. Bạn phải rộng kết pháp duyên. Đây là chúng tôi nói đến trong Luật Hòa Kính một điều sau cùng. Chúng ta xử thế đối người nhất định phải tuân theo cái nguyên tắc này. Từ cái nguyên tắc này lại nâng lên, đó là tu hạnh Bồ Tát. Tu hạnh Bồ Tát là tu lục độ. Trong lục độ, thứ nhất là bố thí, tức là vừa rồi tôi đã giảng tu phước, tu huệ, rộng kết thiện duyên. Thứ hai là trì giới, tức là giữ phép tắc. Mọi người nên biết hoằng pháp là mở rộng nền giáo dục của Phật Đà. Nhất định phải hiểu rõ sự tiếp nhận của đối tượng. Thế như chúng ta giảng kinh, bộ kinh này là đối với hạng người nào giảng đây? Giảng tại nơi nào? Thời gian giảng lúc nào? Nếu không hiểu, không rõ những điều này thì bạn giảng pháp đó không được khế cơ. Chúng ta phải quán cơ thiết pháp. Chúng ta đối với người Trung Quốc thì giảng cách của người Trung Quốc, đối với người ngoại quốc thì giảng cách của người ngoại quốc. Tại vì sao? Vì bối cảnh văn hóa của họ cùng với chúng ta khác nhau. Đối với quan sát, cách nghĩ, cách nhìn của vũ trụ nhân sanh không tương đồng. Cho nên phương pháp giáo học của chúng ta khác nhau, cũng cùng một bộ kinh nhưng cách giảng thì khác nhau. Điều này chúng ta có thể từ trong lịch sử mà quan sát. Năm xưa Đức Phật còn tại thế ở Ấn Độ, những phương pháp của Phật giảng là đối với người Ấn Độ. Sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc, những kinh điển là từ Ấn Độ truyền sang. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh là nguyên văn. Sư Tổ Sư Đại Đức giảng cho chúng ta nghe thì đã biến thành kinh văn của người Trung Quốc, gọi là bổn thủ hóa và hiện đại hóa. Người hiện nay có những tâm bệnh gì? Phật pháp là trị tâm bệnh, tu chính tư tưởng, kiến giải, hành vi, tạo tác của chúng ta, giúp cho chúng ta tu chính những thứ này. Những chứng bệnh của người Trung Quốc chúng ta khác với người Ấn Độ. Trong kinh điển dạy là nguyên tắc, nguyên lý, còn những chi tiết thì phải vận dụng thêm phần giải thích cho rõ ràng. Chúng ta lại xem, sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc là vào đời nhà Hán, những chú giải của người đời nhà Hán có thể đối trị tâm bệnh của người thời đó. Họ nghe rồi rất được lợi ích, rất có thọ dụng. Đến đời nhà Đường thì những cách giảng của đời nhà Hán không khởi tác dụng. Tại vì sao? Vì tâm bệnh của người nhà Đường khác với người nhà Hán, cho nên nhất định phải làm lại phần giải thích. Bạn thấy, chú giải một bộ kinh, chú giải của nhà Hán, chú giải của nhà Đường, chú giải của nhà Tống, chú giải của nhà Minh, chú giải của nhà Thanh đều khác nhau.
Nếu tâm bệnh là giống nhau, chỉ một bộ chú giải thì đủ rồi, cần gì phải làm nhiều bộ chú giải như vậy. Vì vậy chúng ta mới hiểu rõ nguyên lý nguyên tắc của kinh điển là không thay đổi, cách giảng là thuận theo thời đại, thuận theo nhu cầu của chúng sanh mà làm nhiều bộ chú giải không đồng. Cũng cùng một đạo lý, đối với người Trung Quốc thì giảng cách của người Trung Quốc, đối với người Nhật Bản thì giảng cách của người Nhật Bản, đối với người Mỹ thì giảng cách của người Mỹ. Phật pháp là hoạt bát sống động, không phải là chết cứng. Như vậy mới có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên những chú giải của các triều đại chúng ta có thể làm tham khảo. Chúng ta xem chú giải cũng như xem tòa thuốc vậy. Xem tòa thuốc thì biết được cách trị bệnh. Người thời đó sanh bệnh gì thì cho tòa thuốc đó. Chú sớ của mỗi một triều đại, quý vị tỉ mỉ quan sát mà so sánh. Người của mỗi một triều đại, tâm bệnh của họ khác nhau. Cho nên những chú giải của các triều đại của chư tổ sư đại đức cũng khác nhau. Chúng ta là người hiện đại, tư tưởng kiến giải của chúng ta không cần nói khác với cổ nhân, còn với người năm đầu dân quốc cũng khác nhau. Không những khác với người năm đầu dân quốc, cùng với người 30 năm về trước cũng khác nhau. Hay nói cái khác, những vị đại pháp sư 30 năm về trước giảng kinh, bây giờ chúng ta nghe rồi cũng không được thọ dụng. Do đây có thể biết giảng kinh không dễ. Giảng kinh tức là cho tòa thuốc. Tòa thuốc phải rất chính xác thì thuốc đến bệnh trừ. Tòa thuốc này mới là tòa thuốc hay. Cho nên khi giảng kinh phải thông suốt lý luận, phải có dồi dào kinh nghiệm, phải khéo quan sát, rõ hiểu rõ trạng huống thân tâm của người thế gian. Căn bệnh của họ tại đâu? Họ cần những gì? Nhằm đúng trị căn bệnh của họ, thỏa mãn sự nhu cầu của họ, thì pháp môn đó nhất định được mọi người hoan nghênh nồng nhiệt. Phật không có pháp gì để nói, Phật không có định pháp để nói. Hết thảy tất cả pháp đều là đối với căn bệnh của chúng sanh mà nói. Phải nắm lấy cương lĩnh này thì bộ kinh điển này là sống, không phải là chết cứng, mà là hoạt bát sống động. Đích thật là thấy người nói tiếng người, thấy quỷ nói tiếng quỷ. Người đã được thỏa mãn, quỷ cũng được thỏa mãn, thì mới gọi là Phật pháp. Tôi sống ở nước Mỹ nhiều năm. Phật pháp truyền đến nước Mỹ cũng khoảng chừng 100 năm. Nhưng tôi thường hay nói với người Mỹ rằng Phật pháp không có truyền đến nước Mỹ. Họ nói hiện nay nước Mỹ chúng tôi có rất nhiều đạo tràng, những người hoằng pháp cũng rất nhiều, vì sao nói không có Phật pháp? Tôi nói quý vị nhìn xem, tượng Phật và tượng Bồ Tát, tượng Phật của Trung Quốc thì giống người Trung Quốc, tượng Phật Bồ Tát của Trung Quốc thì giống người Trung Quốc, tượng Phật của người Nhật Bản bạn vừa nhìn thì giống người Nhật Bản, tượng Phật của Tây Tạng bạn vừa nhìn thì giống người Tây Tạng, tượng Phật của Thái Lan vừa nhìn thì là Thái Lan, như tượng Thích Ca Mâu Ni Phật ốm ốm nhọn nhọn thì giống như người Thái Lan. Tôi nói có tượng Phật nào giống người Mỹ cũng quý vị đâu. Phật không có tướng, là tùy loại hóa thân. Cho nên sau khi tôi đến nước Mỹ, trong tâm tôi bèn nghĩ nhất định phải tạo tượng Phật Bồ Tát giống như mặt mũi của người Mỹ. Khi người Mỹ nhìn thấy thì sẽ cảm thấy thân thiết. Họ vừa nhìn thấy tượng Phật Bồ Tát, cái tướng mạo giống như họ vậy, thì dễ nhiếp thọ, mới dễ độ họ. Tôi đã suy nghĩ rất lâu,
Vì sao tôi gặp được một người Mỹ biết họa tượng Phật, ông ta rất vui lòng giúp tôi họa tượng Phật. Tôi nói ngôi niệm Phật đường của tôi cao 21 thước, cao bằng 2 tầng lầu. Sau khi đo xong thước tất, bảo ông ta họa Tây Phương Tam Thánh. Ông ta nói, thưa Pháp Sư, tôi phải nhận một tí tiền công. Phật Pháp không thể nói kiếm tiền, họa một tấm phải trả 1.500.000 tiền Đài Loan. Tôi liền cảm ơn ông ta, tôi không cần nữa. 1.500.000 này ở Đà Lạt, Mỹ Quốc, tôi có thể mua một căn nhà. Đất đai cất nhà ở bên đó rất là rẻ. Thông thường cất một căn nhà khoảng chừng 40 mét vuông, đất đai bao chung quanh 200-300 mét vuông, sân nhà cũng rất rộng lớn. Đổi thành Mỹ Kim là 50.000. Cho nên quả một tấm thì giá bằng một căn nhà, quả ba tấm thì bằng ba căn nhà. Tiền công quả như vậy thì tôi không cần nữa. Năm trước tôi đến nước Mỹ, ngày đầu tiên, đêm hôm đó không biết là vị nào, tôi cũng không hiểu, đem tặng cho tôi ba tấm tượng Phật sơn dầu, là Tây Phương Tam Thánh cao 8 thước. Tuy trong tâm tôi không có nghĩ rằng cao như thế, cao 8 thước quả rất khá, không biết ai tặng cho tôi. Nói rõ là đem đến nước Mỹ để cúng dường. Tôi mở ra vừa xem thật là vui mừng. Tượng của A Di Đà Phật là giống người Ấn Độ, tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát là giống người Trung Quốc, tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát là giống người Mỹ. Bây giờ đang thờ ở bên đó. Tôi nói đây là Tịnh Độ Tông đã truyền đến nước Mỹ. Tại vì sao? Đại Thế Chí Bồ Tát là sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Chúng ta đọc trong Kinh Lăng Nghiêm: tận hư không khắp pháp giới, đề xướng chuyên tu Tịnh Tông, chuyên niệm A Di Đà Phật, từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Bạn xem trong sách Tịnh Tu Tiệp Yếu của ngài Hạ Liên Cư có nói Đại Thế Chí Bồ Tát là sơ tổ Tịnh Tông, ngài là sơ tổ của pháp giới. Phổ Hiền Bồ Tát là sơ tổ của ta bà thế giới chúng ta. Thế Ca Mâu Ni Phật lúc mới thành đạo ở dưới cây Bồ Đề nhập định, ngài ở trong định giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. 41 vị pháp thân đại sĩ đã tham dự cái pháp hội này. Trong kinh Hoa Nghiêm phần sau cùng là Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc, cho nên Phổ Hiền Bồ Tát là sơ tổ của ta bà thế giới chúng ta. Còn Đại sư Huệ Viễn ở Lư Sơn, Trung Quốc là sơ tổ Trung Quốc của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn hỏi sơ tổ Tịnh Tông, phải hỏi vị sơ tổ nào? Có sơ tổ pháp giới, có sơ tổ ta bà, có sơ tổ Trung Quốc. Chúng ta phải giải thích, phân biệt cho rất rõ ràng, tuyệt đối không thể mập mờ không rõ. Phải cho rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, Đại Thế Chí Bồ Tát là sơ tổ của Tịnh Tông. Ngày nay chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Đại Thế Chí Bồ Tát là người Mỹ. Cho nên tôi nhìn thấy rất hoan hỷ, Quan Thế Âm Bồ Tát là người Trung Quốc, rất hiền hòa, đại từ đại bi. A Di Đà Phật là người Ấn Độ. Thật là không thể nghĩ bàn. Trong tâm chúng tôi đã nghĩ như vậy thì quả nhiên được thành tựu. Thật là cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Cho nên phải học bố thí, phải tu cúng dường. Thập nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Nguyện thứ hai là xưng tán Như Lai. Đây là đem lục độ hoặc là thập ba la mật mở rộng đến
tận hư không khắp pháp giới thì gọi là hạnh phổ hiền. Đặc sắc của hạnh phổ hiền là hạnh hạnh xưng tánh. Chân như bản tánh là rộng lớn, không có biên giới. Vì vậy mỗi một hành môn cũng là rộng lớn, không có biên giới. Cho nên trong phần kinh văn điều thứ ba, Phổ Hiền Bồ Tát nói: hư không giới tận, tôi lễ mới tận, niệm niệm tiêu liên tục, không có gián đoạn, thân khẩu ý nghiệp không có nhàm mỏi, thì gọi là hạnh phổ hiền. Cho nên hạnh Bồ Tát sánh không bằng hạnh phổ hiền. Cái tâm lượng của hạnh Bồ Tát không có lớn lắm, chỉ có thể bao một cõi thế giới, bao mười cõi thế giới, bao trăm cõi thế giới, đó là hạnh Bồ Tát. Không thể gọi là xưng tánh. Tận hư không khắp pháp giới mới gọi là hạnh phổ hiền. Nhất định phải đem tâm lượng của mình mở ra. Đây là sở tu của Đại Bồ Tát, là sở tu của Pháp Thân Đại Sĩ. Tuy chúng ta làm không nổi, nhưng tâm hâm mộ. Chúng ta phải hiểu rõ, phải có cái ý niệm này, đem tâm lượng của mình mở ra, đem tâm lượng của mình mở rộng. Cũng như Phật, cũng như Đại Bồ Tát vậy. Điều thứ nhất là lễ kính chư Phật, phải cung kính tất cả. Trong nguyện khóa tụng của chúng ta, đặc biệt là trong nghi thức lễ sám, thường thường đọc đến câu cung kính tất cả, thì không có bỉ thử, không có phân biệt, không có chấp trước. Chẳng những Phật dạy cho chúng ta như thế, Khổng Lão Phu Tử cũng là dạy cho chúng ta như vậy. Chúng ta lật xem trong sách Lễ Ký, câu đầu tiên là khúc lễ viết vô bất kính. Ý nghĩa của vô bất kính là tương đồng với cung kính tất cả. Cho nên bất luận đối với người, đối với việc, đối với vật, đều phải dùng tâm chân thành, tâm cung kính để đối xử, gọi là hạnh phổ hiền. Chúng ta đối với Phật cung kính như thế nào thì chúng ta phải dùng tâm cung kính đối xử với tất cả mọi người cũng như đối với Phật vậy, thì gọi là hạnh phổ hiền. Nếu bạn có tâm phân biệt, ta chỉ cung kính đối với Phật, còn người đó có gì hay đâu, vì sao ta phải cung kính đối xử với họ, như thế thì bạn không có tu hạnh phổ hiền. Cho dù bạn hành Bồ Tát Đạo, chắc chắn bạn không phải là phổ hiền Bồ Tát. Tại vì sao? Vì bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, bạn đối với người, đối với việc có khác biệt, không bình đẳng, không phải là tu hạnh phổ hiền. Cung kính đối với vật là phải sắp đặt ngăn nắp cho sạch sẽ. Cung kính đối với việc là phải hết lòng phụ trách, tận tâm tận lực làm việc cho được rất viên mãn. Đó là cung kính đối với việc. Điều thứ hai là xưng tán Như Lai. Câu thứ nhất là lễ kính chư Phật, câu thứ hai là xưng tán Như Lai. Như Lai và chư Phật có như nhau hay không? Nếu là như nhau, vì sao không gọi là xưng tán chư Phật mà gọi là xưng tán Như Lai? Chư Phật và Như Lai đích thật là khác nhau.
Từ trên sự tướng mà nói, gọi là chư Phật, là từ trên sự tướng mà nói, đối đãi nhất luật bình đẳng. Từ trên tánh mà nói, gọi là Như Lai, không phải từ trên tướng mà nói, là từ trên tánh mà nói, là từ trên lý mà nói. Hay nói cách khác, phàm là không hợp lý, không sinh tánh thì không tán thán. Phàm là hợp lý, là sinh tánh thì chúng ta tán thán. Tức là cùng với lễ kính khác nhau. Lễ kính là hoàn toàn thuộc về sự cung kính nhất luật bình đẳng, cho nên sinh tán thì khác nhau. Phẩm nhập Pháp giới, trong phẩm sau cùng trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử tham phỏng 53 vị thiện tri thức, là nói về hạnh tu hành của Bồ Tát Đại Thừa. Ngài đã làm một cuộc biểu diễn cho chúng ta xem. 53 vị thiện tri thức là đại biểu cho nam nữ già trẻ, các ngành các nghề trong xã hội hiện nay của chúng ta. Không nên nghĩ rằng thiện tài đồng tử rất may mắn, Ngài đi tham phỏng đều là thiện tri thức, còn chúng ta suốt đời cũng không gặp được một vị nào cả. Thật ra từ sáng đến tối, mỗi ngày bạn cũng gặp được, lúc nào cũng gặp được, nhưng bạn không nhận biết. Có vị nào mà không phải là thiện tri thức? Tất cả đều là thiện tri thức. Cho nên phải hiểu được 53 vị thiện tri thức là đại biểu cho các tầng lớp, các ngành nghề trong xã hội. Bạn xem, thiện tài đồng tử đi tham phỏng, cả thể đều lễ kính, lễ kính chư Phật, Ngài đã làm được. Còn về xưng tán, trong 53 vị có 3 người Ngài không xưng tán. 53 vị thiện tri thức, Ngài xưng tán 50 vị, có 3 người Ngài không xưng tán. Đó là bởi vì xưng tán phải là Như Lai, phải tương ứng với lý tánh mới xưng tán. Nếu không tương ứng thì không xưng tán. Là 3 người nào? Người thứ nhất là Thắng Nhiệt Bà La Môn. Người thứ hai là Cam Lộ Hỏa Vương. Người thứ ba là Bà Tô Mập Đà Nữ. Ngài không xưng tán 3 người này. 3 người này hành nghề gì? Thắng Nhiệt Bà La Môn là ngu si, Cam Lộ Hỏa Vương là sân hận, Bà Tô Mật Đa Nữ là tham ái. Ba người này là đại biểu cho tham sân si. Tham sân si không phải là Như Lai. Tham sân si trái với tầm tánh, cho nên thiện tài đồng tử không tán thán, chỉ có lễ kính. Vì vậy chúng ta mới hiểu rõ, nói đến tán thán, tức là Khổng Lão Phu Tử có nói: giấu ác khoe thiện. Nói đến thiện là thuộc về mặt chính, tán thán đối với xã hội có sự lợi ích. Về mặt trái thì đối với xã hội có sự ảnh hưởng không tốt, nên không tán thán. Cách tu xưng tán là như vậy, không thể không biết. Điều thứ ba là quán tu cúng dường. Trong hạnh Bồ Tát dạy tu bố thí, bây giờ đã mở rộng tâm lượng, thì tâm cung kính chân thành đã lưu lộ ra. Không dùng danh từ bố thí mà dùng cúng dường. Đối với Phật cúng dường, đối với chúng sanh cũng cúng dường, đối với súc sanh cũng cúng dường, đối với ngạ quỷ địa ngục cũng cúng dường. Cái tâm cúng dường này là bình đẳng, chúng sanh và Phật không hai. Chúng sanh và Phật bình đẳng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói: thanh tịnh bình đẳng giác, cả thể đều đã hiện tiền.
Nói đến cúng dường, tức là phần trước đã có nói ba loại bố thí phải rộng, càng rộng càng tốt, càng rộng càng tốt, càng sâu càng tốt. Người thế gian khó bỏ, khó xả bỏ nhất là tiền tài. Chúng ta đời đời kiếp kiếp bị thứ này hại thật là khổ, phải biết xả bỏ. Xả bỏ mới là thật sự bảo toàn, nhất là khi đã học Phật. Đặc biệt là đã xuất gia. Chúng ta đã xuất gia phải nhờ ai? Chúng ta nhờ Phật, chúng ta nhờ Bồ Tát, chúng ta có thần hộ pháp ủng hộ. Chỉ cần tâm chúng ta ở trên đạo, thật sự y theo lời dạy của Phật Bồ Tát mà tu hành. Nếu hôm nay chúng ta bị lạnh, hôm nay chúng ta bị đói, không có cơm ăn, thì Vi Đà Bồ Tát đó lập tức bị cách chức xét tội. Bồ Tát hộ pháp như thế sao? Tất cả thần hộ pháp đều phải bị cách chức. Có cái đạo lý này hay không? Giả như chúng ta tự mình còn phải dự bị, ngày mai sợ không có cơm ăn, phải kiếm thêm một ít tiền, đó là chúng ta không tin Phật, không có lòng tin đối với Phật, đối với Bồ Tát, không có lòng tin đối với tất cả thần hộ pháp. Bạn không tin họ thì họ không đến hộ trì cho bạn. Tại vì sao? Vì tự bạn có biện pháp thì thần hộ pháp sẽ ít đi một tí phiền phức. Nhiều một việc không bằng ít một việc, ít một việc không bằng không có việc. Tự bạn đã nghĩ ra biện pháp thì thần hộ pháp đến hộ trì cho bạn để làm gì? Nếu bạn buông xuống tất cả thì thần hộ pháp sẽ hoàn toàn gánh lấy trách nhiệm. Quý vị nhất định phải tin điều này, nhất định là có thần hộ pháp. Nếu không có thần hộ pháp, nói thật ra chẳng những đạo nghiệp của chúng ta không thể thành tựu, sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh trong thế gian này của chúng ta cũng không thể thành tựu. Mấy ngôi đạo tràng của chúng tôi thật sự đều là do Phật Bồ Tát xây dựng. Phải nói như thế nào đây? Điều thứ nhất là tôi không có ý xây các đạo tràng, chưa từng có cái ý niệm này. Điều thứ hai là không có hỏi người ta quyên tiền xây các đạo tràng. Điều thứ ba là tôi không có một tí bận tâm, thì đạo tràng đã xây các xong. Như đạo tràng ở Đà Lạt lớn như vậy, mọi người muốn xây cất rất tốt, thỉnh tôi qua bên đó động thổ. Tôi đến nước ngoài hoằng pháp, trải qua thời gian một năm thì xây cất xong, làm lễ khánh thành. Trong lúc dự trù xây cất quả đồ, chỉ đem đến cho tôi xem, tôi không bao giờ nghe, cũng không hỏi, thì đạo tràng đã xây cất xong. Đạo tràng là do Phật Bồ Tát xây cất, không phải tôi xây dựng. Bởi vì ở địa phương đó có duyên phần, nên Phật Bồ Tát đến đó, tất cả mọi thứ đều làm được rất là viên mãn, rất là chu đáo. Tự mình không có một tí bận tâm, thật là tự tại biết bao. Cho nên nhất định phải tin Phật. Nói đến tin Phật không phải là chuyện dễ. Sau khi tôi xuất gia được 2 năm mới đi thọ giới. Sau khi thọ giới, tôi đến Đài Trung thân cận thầy Lý. Thầy Lý là người truyền pháp cho tôi. Tôi học Phật pháp là do Ngài dạy cho tôi. Tôi đến bái Ngài làm thầy. Câu đầu tiên Ngài nói với tôi, ông phải tin Phật. Quý vị nghĩ xem, lúc bây giờ tôi đã học Phật, đã học được 9 năm. Giảng kinh cũng giảng hết 2 năm.
Chẳng lẽ vẫn không tin Phật hay sao? Thì Ngài bèn giải thích cho tôi nghe, tin Phật không phải là chuyện dễ. Có người đã suốt đời xuất gia mà vẫn không tin Phật. Họ tự tin mình, tin tín đồ, không tin Phật Bồ Tát. Có rất nhiều, rất nhiều. Cho nên Thầy đặc biệt dặn dò tôi phải tin Phật. Tin Phật phải hiểu nghĩa của Phật, phải y giáo phụng hành mới gọi là tin chân thật. Nếu không hiểu nghĩa của Phật, đó là mê hoặc điên đảo, không thể y giáo phụng hành thì không thể gọi là tin Phật. Công đức lễ thù thắng của Phật Pháp bạn sẽ không đạt được. Cho nên chỉ có người chân chánh tin Phật thì họ mới có thể làm được hai điều này: quán tu cúng dường và sám hối nghiệp chướng. Quán tu cúng dường là phước, chúng ta gọi là tu phước. Sám hối nghiệp chướng là tu huệ. Hai điều này là phước huệ song tu. Mỗi một người chúng ta đều có đức tướng trí huệ Như Lai. Vì sao bây giờ không có? Là vì đã bị nghiệp chướng che lấp. Nếu đã sám trừ nghiệp chướng thì trí huệ bát nhã trong tự tánh của chúng ta sẽ hiện tiền. Cho nên phải biết sám trừ nghiệp chướng là tu huệ, quán tu cúng dường là tu phước, cũng tức là cùng với tất cả chúng sanh kết pháp duyên. Kết pháp duyên, kết thiện duyên. Tâm địa càng thanh tịnh, càng bình đẳng thì pháp duyên của bạn kết được tận hư không khắp pháp giới. Công đức quả báo thật là không thể nghĩ bàn. Nếu quý vị không thâm nhập kinh tạng thì bạn rất khó liễu giải sự thật này. Thật sự muốn hiểu rõ, muốn biết rõ ràng thì đọc kinh Hoa Nghiêm. Đọc kinh Hoa Nghiêm không dễ gì hiểu được thì nên đọc Sớ Sao của Đại sư Thanh Lương. Đại sư Thanh Lương giải thích được rất tường tận. Nếu xem không hiểu nên xem nhiều lần. Xem một lần không hiểu thì xem hai lần. Xem hai lần không hiểu thì xem ba lần. Cổ nhân có nói đọc sách ngàn lần thì tự hiểu nghĩa. Đọc được ngàn lần, sau khi đọc hết một ngàn lần thì tâm đã định. Tâm định thì khai trí huệ. Trí huệ vừa khai thì liền hiểu rõ tất cả. Cho nên đọc sách, đọc kinh là tu định. Mục đích của tu định là mở mang trí huệ. Đây là sự lợi ích của đọc kinh. Nếu chúng ta đọc chú sớ thì thời gian sẽ sớm được mở mang trí huệ. Vốn là 10 năm mới khai ngộ, bạn tu học cách này 5 năm thì khai ngộ, sớm được mở mang trí huệ. Trong tất cả sự cúng dường, pháp cúng dường là hơn tất cả. Phải ghi nhớ câu này. Cho nên chúng ta phải tu phước. Tu phước lớn nhất, tu phước viên mãn nhất. Tu bằng cách nào? Là tu pháp cúng dường. Nhất là người hiện nay, những quốc gia đang phát triển và những quốc gia đã phát triển, trên cuộc sống vật chất cũng rất là dồi dào, nhưng về cuộc sống trên tinh thần thì rất thiếu thốn. Tinh thần của họ buồn khổ. Vì vậy đối với pháp bố thí, pháp cúng dường, họ thật sự rất là cần thiết. Chúng ta có thể đem Phật Pháp tiến cử cho họ, giới thiệu cho họ. Đó chính là tu pháp cúng dường.
phương cách rất là nhiều. Vào xưa kia chỉ là giảng kinh hoặc là phát hành kinh sách. Những phương cách của hiện nay còn nhiều hơn xưa kia. Hiện nay có băng giảng cassette, có băng giảng kinh video, có máy vi tính, thông tin truyền bá phạm vi rộng lớn hơn xưa kia rất nhiều, truyền đi rất nhanh chóng. Chúng ta phải khéo lợi dụng những công cụ này, đem Phật Pháp giới thiệu nhanh chóng trên khắp thế giới, giới thiệu cho mỗi một chúng sanh. Đó là trong bố thí cúng dường lớn nhất, thù thắng nhất. Khi tôi đọc đến đoạn này trong Kinh Hoa Nghiêm, lại nhìn thấy lão Pháp Sư Ấn Hoàng suốt đời đã làm, tôi đã khẳng định đối với việc này không còn hoài nghi nữa. Cho nên người ta bố thí cho tôi rất nhiều, tôi cũng dùng không hết. Hiện nay tôi không có chỗ để dùng tiền. Y phục của tôi đều là do người ta tặng cho tôi, tôi không có may qua y phục. Người ta tặng cho tôi mặc không hết là quá nhiều. Mọi thứ đều là có người thay tôi chuẩn bị đàng hoàng, cũng không cần tốn một đồng tiền. Đi khắp trên toàn thế giới, trên thân cũng không cần mang theo một đồng xu nào cả. Đây rất là có phước báo, mọi thứ đều có người chăm sóc đàng hoàng. Tất cả tiền cúng dường cho tôi đều mang đi in kinh làm pháp bố thí. Tôi học theo Pháp Sư Ấn Quang. Bạn xem Pháp Sư Ấn Quang, Ngài ở Tô Châu xây dựng Hoằng Hóa Xã, tức là chỗ phát hành kinh Phật, hiện nay gọi là Hoằng Hóa Xã. Tất cả tín đồ cúng dường cho Ngài đều để trong quỹ in kinh. In kinh sách phát hành kết pháp duyên, Ngài toàn bộ làm công việc này, không có làm công việc nào khác. Vì sao tôi lại biết rõ? Vì tôi có xem qua quyển sách tựa đề là Thượng Hải Hộ Quốc Tích Tai Pháp Hội Khai Thị Lục. Bởi vì lúc đó ở phương Bắc gặp phải tai nạn, Ngài đặc biệt rút một số tiền trong quỹ in kinh là 3.000 đồng tiền đại dương để cứu giúp dân bị nạn. Thì tôi mới biết rõ tất cả tiền của Ngài đều đem đi in kinh. Số tiền 3.000 đồng này để cứu trợ là rút trong quỹ in kinh để làm công việc cứu trợ. Số tiền còn lại đều đem in kinh pháp bố thí. Cho nên trong tất cả cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Chúng ta phải khẳng định điều này. Trong kinh nói rất rõ ràng, Lão Pháp Sư Ấn Quang đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Kế tiếp một điều là như thiết tu hành cúng dường, lợi ích chúng sanh cúng dường. Phần dưới gồm có 7 câu. 7 câu này đều thuộc về pháp cúng dường. Như thiết tu hành cúng dường, tức là như Phật đã nói phải y giáo phụng hành, đây là cúng dường. Không những là cúng dường Phật, cũng phải cúng dường tất cả chúng sanh. Tại vì sao? Chúng ta phải biết Phật thuyết pháp là tam nghiệp thanh tịnh, thân ngữ ý tam nghiệp thuyết pháp. Không những là khẩu thuyết, thân thể tỏ ra thái độ là thân thuyết, trong tâm nghĩ đến lợi ích cho chúng sanh là ý thuyết. Thân ngữ ý tam nghiệp đều thuyết thì mới có thể khiến cho người nghe tâm tâm tương ứng,
cảm ứng đạo giao. Như thuyết tu hành là tấm gương của sự tu hành. Chúng ta phải y theo lời dạy của Phật để tu học. Đã tu mấy chục năm, giả như tu mà cảm thấy còn đau khổ, một năm khổ hơn một năm, thì dĩ nhiên là tướng mạo rất khó coi. Người ta vừa nhìn thấy bạn học Phật, học đến nông nổi như vậy, thôi đi, không muốn học nữa. Đó là sự thật. Còn như chúng ta y theo Phật Pháp tu học, học được thân tâm thanh tịnh, khoái lạc tự tại, suốt ngày đến tối rất vui vẻ, rất vui sướng. Người ta vừa nhìn thấy bạn thật là hạnh phúc, tôi rất ngưỡng mộ bạn. Sự vui sướng của bạn từ đâu mà có? Là do niệm A Di Đà Phật mà có. Tôi cũng phải niệm. Bạn xem, họ lập tức niệm Phật liền. Đây gọi là như thiết tu hành cúng dường. Cho nên tự mình tu hành sẽ ảnh hưởng tất cả chúng sanh. Có người nào mà không ưa thích hạnh phúc? Có người nào mà không ưa thích vui sướng? Khi họ nhìn thấy cái dáng tự tại của bạn thì họ thật sự sanh lòng ngưỡng mộ, đến thỉnh giáo với bạn. Sự vui sướng hạnh phúc của bạn từ đâu mà có? Thì chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu cho họ, tiến cử cho họ, chúng ta làm chứng minh. Đó là sự thật. Sự lễ học Phật là giống như cái dáng vui sướng hạnh phúc của ta vậy, thì họ rất thỏa mãn lắm. Lợi ích chúng sanh cúng dường nhất định phải làm lợi ích cho tất cả chúng sanh chân thật nhất, dồi dào nhất. Hay nói cách khác, phải giúp cho họ giải trừ những khó khăn của họ, giúp cho họ đạt được vui sướng hạnh phúc. Đó là cúng dường chư Phật và cúng dường chúng sanh. Nhiếp thọ chúng sanh cúng dường. Hai chữ nhiếp thọ này tức là chúng ta dùng thiện xảo phương tiện giới thiệu Phật Pháp cho họ, tiến cử cho họ, khiến cho họ hiểu rõ Phật giáo, vui thích sự giáo dục của Phật, tiếp nhận sự giáo dục của Phật, tu học sự giáo dục của Phật, thay chúng sanh khổ cúng dường. Tức là chúng ta ăn chay, cuộc sống của chúng ta phải giản dị. Sự nhu cầu vật chất cho cuộc sống cần thiết thì đủ rồi. Ngoài ra chúng ta không tìm cầu. Chúng ta đem tiền tài vật chất dư giả bố thí cho chúng sanh. Chúng ta sống cuộc sống thanh bần, đó là thay chúng sanh chịu khổ. Nếu chúng ta không bố thí thì chúng ta chỉ có thể sống được một tí thoải mái mà thôi. Nhưng nếu chúng ta chịu bố thí thì chúng sanh có thêm một phần. Hiện nay giá tiền in kinh ở Đài Loan tôi không được rõ, bởi vì những năm gần đây tôi đều ở nước ngoài. Trước kia là tự tôi đi in kinh sách. Vào năm Dân Quốc 60 tôi lần đầu tiên, lúc đó in kinh Hoa Nghiêm để lưu hành, in loại tập nhỏ, sách đóng bìa thường. Một bộ gồm 12 tập, tức là một bộ kinh Hoa Nghiêm, giá tiền in mỗi một tập là 2 đồng. Một bộ kinh Hoa Nghiêm 12 tập chỉ có 24 đồng. Cho nên nếu tôi xài 24 đồng này thì tôi liền nghĩ đến, tôi có thể tiết kiệm 24 đồng này thì trên thế gian này có thêm một bộ kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta phải thường có cái tâm này, đó là thay chúng sanh khổ chúng cúng dường và lợi ích chúng sanh cúng dường. Chúng ta phải tu điều này, cho nên phải luôn luôn nhớ trong tâm, thời thời khắc khắc phải đánh thức mình,
cần tu thiện căn cúng dường. Thiện căn tức là không tham, không sân, không si là tam thiện căn. Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát, tinh tấn không giải đãi. Cho nên tam thiện căn cộng thêm tinh tấn thì thiện căn của pháp thế gian và xuất thế gian cả thể đều đầy đủ, không bỏ Bồ Tát nghiệp cúng dường. Sự nghiệp của Bồ Tát là độ hóa chúng sanh, toàn tâm toàn lực mở rộng Phật pháp, phổ biến Phật pháp. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Không lìa Bồ Đề tâm cúng dường. Bồ Đề tâm là niệm niệm giác ngộ, giác mà không mê. Đây là Bồ Đề tâm, không bị ngoại cảnh mê hoặc, không bị phiền não mê hoặc. Bồ Đề tâm là như vậy. Khi nãy tôi đã nói tu phước, tu huệ, rộng kết thiện duyên thì mới thực hành được, thì mới được thành công, mới đạt được viên mãn. Hôm nay thời gian đã đến, tôi xin giảng đến đây.